cà tấu với phân á, phân để mà thử ra tỉa bắp thì ống đài nước nước cũng giật bờ xuống rồi không có ngập trên bờ nữa, thử tỉa bắp trở lại. Quy biết cái dây này dây dùng gì Quy? Dây củ sắn. Ở đây thì dây củ sắn là phải trồng mà hôm hổm nè. Hiện nay nó lên được nhiêu đây, còn ngoài kia mấy dây nữa. Rất là tốt luôn. Mà tỷ trồng này không biết củ nó ra sao nữa. Không biết là củ nó nằm ở trên hay ở dưới đất. Cũng biết trồng chưa thấy cái củ sắn nó ra ở trên dây ha, ở dưới rễ dưới gốc đất á, để trồng thử coi xem như thế nào nữa. Lá nó tốt ghê không, lá nó bự à.
rồi cái mình cuốc đất á, mình để hơi hơi vô chừng nào mà bắp lên á rồi hả, để đất thêm nhiều, người ta tẩm màu tẩm thuốc thì gì á, làm cho con kiến sâu là nó không ăn bắp á. Để gấp hai hộp đi. Hơi hơi á, khi mà cho bắp nó lên hơi thì mình thấy cái tuột nó lên nó hả, vô rất nhiều để ít thôi, để nhiều quá nó lên nó nổi. Có ba con trùng hai con trùng đánh lộn với nhau, còn con trốn đưa cái đít lên. Sùng của cây dừa, nang cây dừa. Trồng cũng gần hết bịch bắp rồi, sẵn anh Hai bữa nay anh Hai lên giật dừa cho mẹ nè, anh Hai măng á, rồi Thủy đi ra Thủy phụ đẩy gom dừa với mẹ rồi hơi vô trồng nữa. Ở đây mấy cái lỗ này là Thủy tỉa bắp hết rồi, mình không tỉa gì ở đây thì cỏ nó lên dữ lắm. Ở đây thì cũng ít trồng gì, ngay chỗ này trồng không được tại vì mắc cây dừa này nè, trồng cái giật dừa xuống nó rớt mấy cái dừa chết cây hết. Đó, cái dừa ngay chỗ này anh Hai mới giật được một vài, được nhiêu đây thì ra phụ đẩy dừa với mẹ, giùm mẹ đẩy gần rồi chứ mẹ, rồi ở đây phụ đẩy cho. Đẩy đổ ở đây hả? Nay anh Hai giật rồi chưa? Anh Hai này lên phụ giật dừa hả? Anh Hai kêu đẩy đổ ngay đó đó, đừng đổ ở đây cho xa, hơi kéo xe dù gùa người ta chở vô tới đó à. Con phụ đẩy cho. Giật rồi chưa anh Hai? Một cây nữa hả? Hôm nay anh Hai giật vô cho anh ta làm lum hết trơn hả? Lực mà giật còn lụm luôn. Đây, cái vườn của mẹ anh Hai á, cỏ quá trời luôn, tại vì nước ngập á, mới vừa nước mới xuống á, không có mần cỏ được, nó cà sạch sình không à, không có mần được, để khô gáo rồi thủy phụ mần cỏ với mẹ. Anh Hai giật được nhiêu dừa rồi. Đây con đẩy cho. Thank you.
Rồi lên dốc nha. Mạnh. Chiến sau, chiến sau. Không ngập, nó ngập cỏ luôn á, nay nó sụt nè, sụt bữa gì. Để chưa, để xe chưa, hai trái nữa đi. Cái ngành dốc này mọi người ướt à. Sáng giờ khoảng 200 mấy nha. Nay dừa này nhiêu chục ha? Ôi, dừa này rẻ mà chưa tính ra công vật ra phải không? Từ công vật đó phải không? Ê, công vật thì anh hai từ trên hai chục có 5.000 bạc à, mà vật cực lắm. Được 200 mấy dừa. Rồi mẹ. Hết rồi. Anh hai nói khoảng chừng 200 mấy dừa à. Dòng này chưa để vô luôn. Mẹ lụm đâu nữa hả? Sao hẹ hả? Hết chưa? Còn cá nữa hả? Hay sáng giờ thì đi tập bắp với phụ mẹ đẩy dừa nên chưa làm đồ ăn nữa. Còn miếng thịt kho kho khô này giờ thì sẽ hâm lại khô khô mình ăn với cơm với chuối nha. Vừa tòng bắp với đẩy dừa đã xong thì trời ông trời đang mưa. Ở đây Thủy cũng có làm sữa bắp nè, rót trên 2 ly với Thủy 1 ly. Mẹ chồng Thủy thì không có uống nước đá nên mẹ uống sữa bắp không. Rồi giờ Thủy sẽ đem trên 2 ly. Ông trời mưa lâm râm mà. Đây thì sữa bắp rất là ngon luôn nè, thơm và béo lắm. Tại vì Thủy nấu với sữa tươi và sữa đặc, lá dứa. Thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng uống sữa bắp với con nha. Uống sữa bắp nè anh hai. Sữa xe vậy? Xe bị gì vậy? Đạp không chạy hả? Giờ sửa lại để chạy giật dừa rồi hả? Ăn cơm không chú, ăn cơm với em nè. Rồi sửa xe đây em chú ăn cơm, mới đói bụng quá rồi. Đây, trời đang mưa tòng bắp ra vậy cái mưa em khổ xứ luôn. Ê, bữa nay thì cũng có cái nồi thịt heo kho khô và ăn cơm với chuối với xiêm. Chú sim này chú sim đen ăn rất là ngọt luôn. Chuối ở nhà Thủy thì nó nước ngập á, nó bị sùng á nên nó tái nhỏ nhỏ vậy mà chứ nó ngọt lắm. Ê, ông
bà cô chú anh chị và các bạn nào có ăn cơm với chuối không? Cơm với chuối thì nó rất là ngon luôn, nó ngọt ngọt nè, nó bùi bùi nè, mình ăn cơm nó dễ nuốt nữa. Những người lớn tuổi người ta thích ăn cơm chuối nha, nít cũng vậy luôn. Mình ăn thay thế canh á. Bữa nay thì Thủy không có làm đồ ăn tại vì Thủy té giờ làm tầm bắp với đi làm vòng vòng ở ngoài rồi lụm dừa với mẹ nên nó đói bụng quá, vui làm đồ ăn ăn chuối đi. Con mời cả nhà mình ăn cơm con nha. Chuối chim á thì mỗi sáng á mình ăn chưa ăn gì á mình ăn một cái chuối chim thôi, chứ chuối chim mình chưng á, chưng đều phèn ăn rất là tốt luôn, tốt cho bao tử của mình á, bổ dưỡng. Ngon á. Ngày hôm nay á thì cũng quay lên để mà tầm bắp và đựng dừa với mẹ thì cuộc sống ở quê thì cứ quay quần có nhân việc thì cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn xem clip của Thủy và ủng hộ Thủy, và hôm nay clip của Thủy đến đây đã hết. Thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha.